Phúc TV xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh em ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay thì em có đến nhà một anh để nghe củ chi là ghi hình đang bán cho anh là một bộ mẹ con nha anh chị. Thì mẹ là con sinh, còn con là con sinh cái tầm khoảng hơn 4 tháng tuổi nha. Và nếu như cô chú chị ưng ý bộ mẹ con này thì cô chú chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống khỏi tầng phần cho em nha, để chúng ta lại sở hữu ngay là bộ mẹ con này nha anh chị. Còn bây giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi nồng đêm phút sau đây để chúng ta cùng xem bộ mẹ con này ưng ý nha cô chú anh chị. Dạ anh chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại em đã đến nhà của anh rồi. Và bây giờ là từ sáng là đang mưa nha anh chị. Thì em sẽ cố gắng để em quay cho cô chú anh chị xem về bộ mẹ con này nha. Thì mẹ là con chiên, còn con là con chiên cái tầm khoảng là hơn 4 tháng tuổi nha anh chị. Và con bò mẹ này thì em có đo thì nó cao tầm khoảng là 1m26 bò nha anh chị. Đó, bò này bốn chân đứng thẳng nha, dàn chân trước và dàn chân sau, chân móng đứng thẳng và bốn móng rất là hoàn thiện nha anh chị. Đó, thì bò này theo quan sát và kiểm tra của em thì em thấy là không có một đốm lan hoặc một đốm tỳ nào hết nha anh chị. Bò này rất là đẹp nha, xương cũng rất là to nha anh chị. Thì cái bò mẹ con này là anh bao ăn bao uống luôn, nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Tại vì sáng mai mẹ hôm qua thì em có nhờ anh chủ nhà là dẫn cột cái con bò này là ngay rào để cho em quay, thì em quan sát thì em thấy con bò này nó ăn cỏ là ngon lành nha anh chị. Nên là cái vấn đề mà ăn cỏ là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Thì em có hỏi anh chủ nhà là cái con bò này là nó đẻ được hai lứa nha anh chị, tức là lứa thứ hai này chính là con bò sinh cái tầm khoảng hơn 4 tháng tuổi nha. Thì nói chung là con bò này thì em quan sát như thế này, chân móng hoàn thiện nha, dàn chân trước sau là chân đứng thẳng, bốn móng là hoàn thiện, sái bóm là nghiêm chỉnh hết nha anh chị, tức là sái mặt và lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Đó, thì để em quay cận cảnh lại để cho anh chị xem nè. Đó, cái khung xương bò này là nó đã to rồi, nó đã bự rồi nha anh chị. Mà cộng thêm là con bò này nó cao tầm 1m26 nữa. Mà bò mà nó cao tầm 1m26 thì cô chú biết là con bò này cũng khá là ok nha anh chị. Đó, thì anh chủ nhà có nói với em là cái con bò mẹ này là anh đã phối là 3B tầm khoảng là 2 tháng 5 ngày rồi nha anh chị. Thì để không mất thời gian của anh chị nữa thì em xin phép là sẽ quay về phần con bò con nha, để là cho anh chị xem nha anh chị. Thì đây chính là con bò cái sinh tầm khoảng hơn 4 tháng tuổi nha anh chị. Và con bò này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng 1m đến 1m05 bò nha anh chị. Xương móng đồ rất là to nha, dàn chân trước sau thì nó rất là to và bốn móng là móng sò nha anh chị. Đó, dậu yếm thì lòng thầu nha, rúng thì đầy đủ, bốn vú thì đều căng nha anh chị. Đó, thì con bò này là nó khoảng là hơn 4 tháng tuổi rồi nha anh chị, sái bóm nghiêm chỉnh nha, sái mặt và sái lưng nha anh chị. Thì theo quan sát và kiểm tra của em thì em thấy con bò này là không có một đốm lan, một đốm tỳ nào hết nha anh chị. Để em quay lại con bò mẹ nha. Thì nói chung là cái bò mẹ con này thì anh có ra với mức giá là 36 triệu nha anh chị. 36 triệu là chúng ta có thể sở hữu ngay là bò mẹ con này nha. Thì anh chủ nhà có nói em nếu mà cô chú chị nào cảm thấy tiện ý mua cái bộ mẹ con này để nuôi sinh sản á, thì anh sẽ bớt cho cô chú chị một chút lĩnh tiền xe cũng như là hỗ trợ chi phí cho cô chú chị là chuyển về nhà nha anh chị. Còn nếu như cô chú anh chị ở gần khu vực Tây Ninh, Bình Dương hay là Củ Chi á, thì anh sẽ bao xe chung cho cô chú chị luôn nha. Nên là cô chú chị là hoàn toàn tâm nha anh chị. Thì em xin nhắc lại một lần nữa để cho cô chú chị là hoàn toàn yên tâm nha. Cái bộ mẹ con này chân móng sái bóm yếm dậu luồn vú rúng, nói chung là tất cả là bao hết cho anh chị luôn nha, thậm chí là bao ăn bao uống luôn, nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Nếu mà cô chú anh chị ưng ý thì cô chú anh chị gọi ngay xuống khỏi màn hình cho em nha. Thì tôi có đeo này em cũng xin tạm dừng tôi đây, và một lần nữa nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ bộ mẹ con này thì cô chú anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống khỏi màn hình cho em nha, để chúng ta lại sở hữu ngay là bộ mẹ con ưng ý này nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị nha, và hẹn mọi người buổi tập tiếp theo nha.